Nhìn từ trên cao, trái đất mà chúng ta đang sống thật xinh tươi. Một màu xanh dương tuyệt đẹp bao phủ phần lớn trái đất của chúng ta, và màu xanh ấy cũng cho chúng ta biết rằng 3/4 trái đất là nước. Đã bao giờ chúng ta tự hỏi nước từ đâu mà có và tại sao lại có nước? Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chính Đức Chúa Trời đã dựng nên trời và đất. Sáng Thế Ký chương 1 từ câu 9 tới câu 10 có chép: Đức Chúa Trời lại phán rằng: Những nước ở dưới trời phải tụ lại một nơi và phải có chỗ cạn bày ra, thì có như vậy. Đức Chúa Trời đặt tên chỗ cạn là đất, còn nơi nước tụ lại là biển. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Thượng Đế biết rằng nếu không dựng nên nước thì có người không thể nào sống được. Mặc dù chỉ là hai nguyên tử hydro và oxy, nhưng nó len lỏi khắp nơi trên trái đất, giúp cho muôn loài tồn tại và phát triển. Như vậy, nước chính là một trong những tạo vật của Thượng Đế, là một tặng phẩm bày tỏ tình yêu và sự quan phòng của Thượng Đế đối với con người và với thế giới này. Vì nếu không có nước thì con người không thể tồn tại được. Và đó cũng là điều mà người Việt Nam cũng công nhận qua bài đồng ca: Lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm. Thượng Đế bao phủ trái đất bằng nước với một nhiệm vụ quan trọng là điều hòa nhiệt độ của trái đất. Do đó, năng lượng mặt trời chiếu tới hành tinh của chúng ta là rất lớn, nhưng nhiệt độ của trái đất luôn được duy trì để đảm bảo sự sống. Nhờ có nước, các loài thực vật thực hiện được quá trình quang hợp, tạo ra các chất hữu cơ, đồng thời là môi trường hòa tan chất vô cơ, giúp ích cho sự vận chuyển chất vô cơ và hữu cơ nuôi sống cây. Nước cũng giúp vận chuyển máu và chất dinh dưỡng cho các loài động vật. Nước còn giữ vai trò tích cực trong việc phát tán nòi giống của các sinh vật, cũng chính là môi trường sống cho nhiều loài sinh vật trên đất này. Đối với con người, nước chiếm 90% ở phôi thai, 70% ở trẻ sơ sinh và từ 60 đến 65% trọng lượng cơ thể người trưởng thành. Trong đó, 85% khối lượng não bộ được cấu tạo từ nước. Nước quan trọng đến nỗi các nhà nghiên cứu giả sử rằng nếu cơ thể mất đi 2% lượng nước thì khiến cho khả năng làm việc giảm đi 20%. Nếu mất đi 10% lượng nước thì cơ thể sẽ tự đầu độc, và giả dụ mất đi 21% lượng nước sẽ dẫn đến tử vong. Thượng Đế đã ban cho chúng ta nước với những lợi ích vô cùng to lớn. Nếu như cơ thể chúng ta trong tình trạng thiếu nước kéo dài sẽ gây ra rất nhiều vấn đề sức khỏe như rối loạn tiêu hóa, ăn không tiêu, sôi ruột, xung huyết dạ dày, hoặc chúng ta sẽ bị chứng thèm ăn, thích ăn đồ ăn ngọt. Ngoài ra, người thiếu nước có thể bị táo bón, chuột rút, hen suyễn, dị ứng ngoài da, tăng cholesterol, tăng huyết áp. Và quý vị biết không, một trong những cách hữu hiệu để điều trị những bệnh tật trên là nhờ vào việc uống nước đủ và đúng cách. Nhưng làm thế nào chúng ta biết được mình thiếu nước? Thượng Đế đã thiết lập trong cơ thể con người các dấu hiệu để báo động cơ thể con người khi thiếu nước, như môi khô, da khô nhăn, tóc rụng, kém minh mẫn, đau khớp, cứng khớp, thoái hóa khớp, mệt mỏi, đau đầu, vân vân. Không ai có thể phủ nhận vai trò quan trọng của nước đối với đời sống thiên nhiên và con người. Nơi nào có nước, nơi đó có sự sống, và ngược lại, nơi nào thiếu nước, sự sống trở nên nghèo nàn, suy kiệt. Dù chúng ta có chấp nhận hay phủ nhận sự hiện diện của Thượng Đế, nhưng chúng ta đã và đang nhận những ơn lành của trời. Thượng Đế dựng nên thế giới này thật tuyệt vời biết bao. Ngài muốn ban cho bạn và tôi mọi ơn phước tốt lành nhất từ trời, vì Ngài quá yêu chúng ta, dù chúng ta là ai.